Câu 101. Chuyên hạt vong long lần 1 năm 2018, polymer có cấu trúc mạng lưới không gian là cao su lưu hóa, vinyl chlorua là cấu trúc mạch nhánh nhá. Polyethylene cũng là mạch không phân nhánh nhá. Amlopectin là mạch có nhánh nhá. Vậy là không gian là cao su lưu hóa. Ok. À, tối nào chúng ta cũng sẽ có buổi học với nhau. À, câu 102 đề chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Trong số các loại tơ sau, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo như chú Minh đã dạy chúng ta rất rất nhiều, thì cái thằng tơ nhân tạo nhá, cái thằng tơ nhân tạo của chúng ta là chỉ có hai thằng, một thằng là thằng visco và một thằng là thằng acetat. Vậy là chúng ta chỉ cần thuộc hai thằng này thôi, và sau này đi làm mình cứ nhìn đây, tơ visco, tơ acetat chọn luôn. Đáp án đúng chúng ta nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp thì nó là tơ visco và tơ acetat. Ok. Chị Diệu đang xin info phòng chat thứ N để chém gió. Mai nhá. 103. 103. Câu 40 của trường chuyên Thái Bình. Hãy cho dãy các chất, số chất trong dãy phản ứng được với nước brom. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là cho dãy các chất này. Nước brom đây là yêu cầu là chỉ phản ứng với nước brom. Nước brom thì nó thường ưu tiên các phản ứng cộng nhá. Nước brom thì ưu tiên các phản ứng cộng thì mình có CH4 là 1, được chưa? Đây CH2 nối đôi CH là 2, hai cháu này. Thứ ba là anilin phản ứng làm mất màu nước brom tạo thành kết tủa màu trắng là 3. Đấy thì ưu tiên là phản ứng ở điều kiện bình thường nhá. Thì mình có là 1 2 3. Còn nhiều bạn bảo benzen thì sao hả thầy? Benzen thì phản ứng với brom khan nhưng phải nước brom. CH4 cũng phản ứng với brom khan, được chưa? Vậy là 1 2 3, 3 thằng. 3 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Câu 104. Câu 104. Ancol ethylic có nhiệt độ sôi cao hơn dimethyl ether là do. Đấy, ancol dần dần thi trung học phổ thông quốc gia sẽ ưu tiên thi những cái câu như thế này. Ancol ethylic đây là C2H5OH, còn dimethyl ether là CH3OCH3. Chúng ta nhìn thế này, ancol ethylic thì có hydro linh động nhá. Có hydro linh động, còn lại thằng này thì không có hydro linh động. Ok, vậy mình có này, ancol ethylic có khối lượng phân tử lớn hơn hai thằng này, phân tử khối bằng nhau đều bằng 46 nhá. Ancol ethylic tạo liên kết hydro với nước. Ok, chính xác. Ancol ethylic tạo tác dụng được với nước, ancol ethylic không có tác dụng với nước. Giữa các phân tử ancol ethylic có liên kết hydro với nhau. Chính xác, thế thì có nhiệt độ sôi cao hơn, nhiệt độ sôi cao hơn thì không liên quan với nước, các cháu hiểu không? Bởi vì là cái ancol ethylic này nó đang giả sử nó là nguyên chất mà xét nhiệt độ sôi là xét nhiệt độ của thằng nguyên chất, nên đừng có đứa nào chọn đáp án B. Nghe B hơi đúng đúng là chọn B, rất nhiều đứa chọn B. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D, chính xác. Ok. Sang câu 105, một câu tính toán. Câu 105 câu tính toán này để tí nữa mình tính toán sau nhá. Mình đi làm những câu lý thuyết trước. Câu 106 cũng là một câu tính toán, chúng ta cũng đánh dấu để lại tí nữa mình vào cái câu tính toán này sau. Câu 107 cũng là một câu tính toán, mình đang đi làm những cái câu bài tập câu lý thuyết trước. Đây, mình sang câu 108. Mình sang câu 108 của trường chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với natri. Đây, thằng này tác dụng natri nhưng thằng này không tác dụng natri. Toang, được chưa? Thằng này không tác dụng natri. Toang, được chưa? Thằng này không tác dụng natri, toang, được chưa? Thằng này có tác dụng natri, đúng không? Đây cả x và y đều tác dụng natri. Đây nhá, cả x cả y đây, cả x y đều tác dụng natri. Thế thằng này toang này, thằng này toang này, thằng này toang này. Vậy chỉ có thằng này có nhóm COH, có nhóm OH đều tác dụng natri này. X tác dụng với NaHCO3 thì x là axit thì tác dụng với NaHCO3, đúng rồi. Được chưa? Y có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Đây có chó nên trắng bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, rất là dễ dàng. Được chưa? Chào Hiền Nga nhé, Hiền Nga hôm nay không tham gia Hiền Nga hôm nay không tham gia phòng chat thứ N. Úp rồi, phòng chat thứ N cực hay luôn. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Chúng ta lưu ý, thằng ion có tính oxy hóa mạnh nhất thì khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á. Đúng chưa? Vậy đến cái Á đấy thì chắc chắn ta phải chọn thằng bạc. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu 110. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Không có phản ứng thủy phân. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Thì chúng ta lưu ý là những thằng nào có phản ứng thủy phân thì tất cả đây là đang hỏi về bọn carbohydrate rồi. Nếu mà nói thì nói rất là nhiều. Được chưa? Thế thì mình có này, thằng disaccharide và thằng polysaccharide là những thằng thủy phân. Thế thì mình có này, thằng saccharose và thằng maltose là disaccharide. Thằng cellulose
và thằng tinh bột là thằng polysaccharide, được chưa? Vậy thì ở đây mình có là thằng glucose của chúng ta là thằng monosaccharide nên không có phản ứng thủy phân. Ok. Câu số 111, câu số 111 một câu tính toán ta để lại tí mình làm. Câu 112 một câu tính toán để lại tí mình làm. Câu 113. Câu 113, câu 113 này là một câu lý thuyết rất là dễ thôi. Các cháu comment đáp án câu 113 cho mình coi này. Các cháu comment đáp án câu 113 cho mình coi này. À, xa một tí nha, xa một tí. Đâu, đâu rồi, giờ sống xa một tí. Đâu. Vừa nãy chúng mình thấy có đứa nó hỏi là phong chát thứ N là gì? Trời ơi, mẹ em chẳng cập nhật gì cả. Phòng chat thứ N là phòng mở đấy, chú Minh bật zoom lên, sau đó là kết đôi cho những trai xinh và gái đẹp, những bạn nào là hot boy, hot girl, chưa có người yêu nhưng mà lại chăm học đấy, thì ở đấy là nơi mà kết bạn giữa những cái bạn mà đều là chăm học, học giỏi nhưng mà rất là xinh, nhưng mà để mà gọi là giống kiểu chuyên mục tìm bạn bốn phương ấy. Nhưng mà thực ra thì lúc nãy thì chú tìm được cho một cái bạn mà chị cực kỳ xấu, học đại học công nghệ thì đã có người yêu rồi. Đấy thì các cháu chú ý, thì muốn có người yêu thì vào phòng chat chat thứ N với chú Minh nhá. Chào tao đéo biết, em chào thầy. Thế là thế nào nhỉ? Tao đéo biết, em chào thầy, chào em. Cái tên cực kỳ hay. Em tham gia phòng chat vậy. Tối mai nhá, tối mai chúng ta lại có cái chuyên mục phòng chat thứ N. Phòng chat thứ N thì sẽ được phát trước cái buổi livestream của chúng mình để chúng ta sống sàm với nhau, hoặc sau buổi livestream nhá. Một trong hai, các cháu chú ý để theo dõi chúng mình thật kỹ để mà xem cái chuyên mục phòng chat thứ N. Đợt này nghỉ Covid này thì chắc chúng mình bật phòng chat thứ N liên tục thôi nhá. Sao Hoàng Thị Tú bảo nãy em vô có ai đâu, đầy đông lắm, hôm nay như được hơn 50 đứa. Chào Thanh Thảo, nói lớn nữa thì làm gì còn giọng đâu mà nói phòng chat thứ N nữa hả em? Ok, nào mình có nhá, tiếp nhá, câu 113. Câu 113, thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide thì thu được 3 mol glycine. Vậy mình có là Gly3. Được chưa? 1 mol alanin, vậy nó là Ala1. Và 1 mol valine, vậy nó là valine1. Khi thủy phân hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các dipeptide Ala Gly. Vậy Ala phải đứng trước Gly. Được chưa? Gly Ala, ở đây có một cháu Ala thôi. Đúng chưa? Có một cháu Ala đây rồi. Vậy Gly này đứng trước Ala để thu được Ala Gly và Gly Ala. Tripeptide Gly Gly Valin. Gly Gly Valin. Thế thì nếu mà đây là G thì nó là GGA không được. Vậy khả năng cao là đây có 3 này, 1 2 3 rồi. Đây, Valin đây. GGV đây, thỏa mãn luôn. Amino acid đầu N và amino acid đầu C là, thế đầu N đây, đầu N là ghi glycine đúng không? Đầu C là valine, được chưa? Vậy ở đây là glycine và valine. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Nào mình có này, câu 26 một câu tính toán để tí nữa mình làm sao nhá. Câu 26 một câu câu 114 một câu tính toán để tí nữa mình làm sao. Mình sang câu 115. Đề Sở Giáo dục Hà Nội năm 2018. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng, đúng không nhỉ? Bạc, bạc là tốt nhất đúng không? Chính xác. Các kim loại kiềm thuộc nhóm 1A đều có cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối, đúng. Từ phosphor và H2O3 đặc nóng có thể điều chế được H3O4, được. CO có thể làm khô khí HCl có lẫn hơi nước, toang chưa? CO không thể làm khô được khí hydrochlorua có lẫn hơi nước, được. Bởi vì là CO làm gì có mục tiêu là háo nước đâu, đúng không? Vậy không đúng là gì? Ok. Câu 116 để đấy tính toán tí là một lèo tính toán một thể, 117 tính toán tí là một lèo thể, 118 nào, 118 nào. Bây giờ này chúng mình bảo này, tất cả các cháu cùng comment đáp án câu 118 và share video live stream của chúng mình lại về tường đấy để chúng mình tặng quà. 118 nha, 118 nha. 118 câu hỏi của chúng mình là tính chất đặc trưng của tinh bột là, nhớ này, điều kiện để nhận quà này. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 118. Chúng mình không quan tâm đúng hay sai mà chúng mình chỉ quan tâm là cháu có comment đáp án và share video live stream lại về tường hay không. Nếu thực hiện được đủ mấy cái trên thì các cháu sẽ nhận được một món quà của chúng mình từ nãy đến giờ. Đấy, chúng mình đã hứa rồi. Trong buổi live stream chúng mình sẽ có hai lúc để tặng quà các cháu nhá. Nào các cháu nhanh tay nào. Share video live stream lại về tường, tất cả các bạn vào trong video livestream đấy. Rồi ok, 118 Kiên Lê là bạn comment đầu tiên. Kiên Lê là bạn comment đầu tiên. Kiên Lê share chưa? Kiên Lê share rồi, tặng quà cho Kiên Lê luôn. Tặng quà cho Kiên Lê luôn. Kiên Lê rất nhiều quà của chúng mình nhá. Nào tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Đình Huy 118A, Đình Huy 118 này. Đình Huy thôi, tặng em một cái kết bạn chứ không nhìn thấy em có xe hay không. À, chào Đinh Phương Anh,
Đinh Phương Anh, Đinh Phương Anh mà vào phòng chat thứ N của chúng mình thì chắc chắn là cực kỳ hot rồi em ạ. Đinh Phương Anh mà vào phòng chat thứ N của chúng mình cực kỳ hot luôn. Đấy, ok, đấy. Gửi quà cho bạn Đinh Phương Anh xong nhá. Các cháu nhớ nhanh tay comment đáp án này, share video live stream của chúng mình lại về tường. Chào Diễm Kiều nghe giống Thúy Kiều thế. Diễm Kiều share video live stream của chúng mình rồi. Diễm Kiều vừa nhận được quà rồi em ơi. Diễm Kiều vừa nhận được quà rồi em. Ok, tiếp tục nhá. Nguyễn Thùy Linh nghe tên quen thế. Nguyễn Thùy Linh share video live stream của chúng mình lại về tường chưa? Nguyễn Thùy Linh share rồi. Đây, gửi quà cho Nguyễn Thùy Linh này. Gửi quà cho Nguyễn Thùy Linh này. Đấy, à lúc nãy Nguyễn Thùy Linh chưa xe bị chú Minh gỡ lại. Thằng nào nghe tên quen quen à, Nguyễn Hoàng Sơn này. Nguyễn Hoàng Sơn xe video live stream của chú Minh là về tường chưa? Đây, thứ nhất là kết bạn anh Nguyễn Hoàng Sơn phát đã. Xe rồi thì đây, gửi quà luôn cho Nguyễn Hoàng Sơn. Nguyễn Hoàng Sơn gửi quà kết bạn rồi. Ok, chúng ta tiếp tục là bạn Nguyễn Hoàng Sơn đâu đó à, Trang Huyền này. Trang Huyền mà vào phòng chat thứ N của chú Minh thì thành mẹ hot girl luôn Trang Huyền ạ. Đấy, chú ý theo dõi vào. Ô, Trang Huyền vừa đã được quà rồi. Ok, tiếp tục nào. À, bạn nào nhỉ? Vĩnh Kiếp Hồi Quy. Kiểu nghe dễ sợ thế. Thế này tối nay làm sao mà dám đi ra ngoài đường ạ? À? Đây, Vĩnh Kiếp Hồi Quy không nhìn thấy là đã xe chưa. Thôi cứ kết bạn cho nó vui. À, chào Trinh Vũ. Trinh Vũ xe video live stream của chúng mình là về tường chưa? Trinh Vũ xe rồi. Trinh Vũ bật xem chung luôn. Chào Trinh Vũ nha. Gửi quà cho Trinh Vũ này. Đây. Đấy, ok. Tiếp tục nha. Chào Trinh Vũ. Hello Trinh Vũ, chào Mimi Trần. Mimi Trần, Trần Mimi. Kết bạn với Trần Mimi tí. Share video live stream rồi. Đấy, share video live stream rồi. Đây, gửi quà luôn một bạn Trung Minh Berlin. Các cháu chú ý là muốn là inbox cho Trung Minh thì bây giờ inbox vào nick này nhá. Nick này còn nick Minh Berlin là nick phụ thôi. Ok, hello chào Đoàn Hồng Phúc. Đoàn Hồng Phúc có cái quyển sách giáo khoa hoặc 12, chắc bạn này học giỏi hóa lắm. Thôi không biết gì, tôi cứ kết bạn bạn này cái. Chào Đoàn Hồng Phúc, chào Đỗ Hiền. Hello, chào Đỗ Hiền. Ui, nhiều đứa comment thế, chết rồi, mình gửi qua không kịp rồi. Đỗ Hiền này có con chó này nhưng mà chưa thấy xe video live stream của chúng mình. Rồi, à, Đình Huy vừa có quà rồi. Chào Vũ Đức. Vũ Đức xe video live stream chúng mình là về tường chưa? Vũ Đức xe rồi thì à, Vũ Đức Đông Thụy Anh này, chưa xe, thôi kết bạn cái cho vui. Đấy, chào Vũ Đức. À, chào Phạm Thị Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh xe video live stream của chúng mình là về tường chưa? À, Diễm Quỳnh xe rồi, đây, gửi quà cho Diễm Quỳnh cái. Ok, gửi quà cho Diễm Quỳnh cái này. Hello Diễm Quỳnh. Tiếp tục nha. Vĩnh Kiếp Hồi Quy này. Vương Đông, Vương Đông. Thôi, Vương Đông, các cháu thôi, các cháu đừng comment nữa để chúng mình vào học, vào dạy học chứ. Tình hình này các cháu comment nhiều này thì làm sao mà được, đúng không? Vương Đông này. Ok, Lan Anh, chào Lan Anh. Lan Anh xem video live stream của chúng mình lại về tường chưa? Điện thoại sắp sập nguồn rồi. Điện thoại sắp sập nguồn rồi các cháu ạ. Thôi mẹ gửi nốt quà cho Lan Anh với lại thêm một đứa nữa. Thấy lác lác rồi đấy. Các cháu nhìn thấy lác lác chưa? Đây, nhìn cái pin này. Pin này, nhìn này. Đấy, nhìn thấy pin chưa? Dễ sợ, thôi gửi thêm quà một đứa rồi chúng ta vào học nhá. Gửi thêm một đứa rồi chúng ta vào học. Ở đâu rồi? À, Nguyễn Đại xe đi xe lại 4 lần ở đây. Đây, cho Nguyễn Đại phát là xong. Không sập nguồn. Đấy, Nguyễn Đại này. Đam mê PLK, thích đi du lịch. Đây. Đấy, đăng ký thế nào tí nữa rồi inbox lại nha em ơi. Những bạn nào muốn đăng ký lớp luyện đề của chúng mình thì tí inbox lại nhá, chứ bây giờ tin nhắn này nó trôi hết rồi, được chưa? Ok chưa? Thôi mình bắt đầu vào học tiếp, mình bắt đầu vào học tiếp. Giải trí tặng quà vậy thôi. Sao chú lướt qua em Thanh Thảo? Ôi rồi không nhìn thấy Thanh Thảo á. Thêm bạn bè với Thanh Thảo cái. À, Thanh Thảo xe rồi nhưng mà chưa có gửi quà được cho Thanh Thảo. Thanh Thảo inbox cho chúng mình nhá. Ok, nào mình tiếp tục nào. Câu 118, tính chất đặc trưng của tinh bột là. Tính chất đặc trưng của tinh bột là polysaccharide, chính xác. Không tan trong nước. Tan, đúng rồi, cũng chính xác đấy. Vị ngọt, làm gì có vị ngọt đâu nhỉ. Vị ngọt này. Tinh bột nhai kỹ mới có vị ngọt chứ còn thực ra đầu tiên nó không ngọt. Thủy phân tạo glucose, đúng. Thủy phân tạo fructose, không. Chuyển màu xanh khi gặp iốt, đúng. Nguyên liệu để điều chế dextrin, đúng. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, không có. À đi hỏi số tính chất sai tí chết. À, 1 đúng này, 2 đúng này. Thằng này sai là 1. Thằng này sai là 2. 2 thằng sai, đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 119. Câu 119. Dung dịch nào sau đây có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMNO4 trong môi trường H2O4? Dung dịch nào sau đây có khả năng làm nhạt màu KMNO4 trong môi trường H2O4? Chúng ta lưu ý này, KMNO4 chúng ta có Mn dương 7 này.
Mn dương 7 này nó có tính oxy hóa mạnh, đúng chưa? Vậy để mà làm nhạt màu, thằng này có màu tím, để làm nhạt màu này thì tương đương với phải là có một thằng còn tính khử, thằng còn tính khử thì mới tác dụng với thằng có tính oxy hóa mạnh, đấy chưa? Vậy mà ở đây này mình có này, sắt dương 3 có tính oxy hóa, vứt. Đồng dương 2 chỉ có tính oxy hóa không có tính khử, vứt. Sắt dương 3 cũng chỉ có tính oxy hóa, vứt. Ở đây mình có sắt dương 2 của mình còn tính khử. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Tất cả những cháu nào mà muốn đăng ký sách thì có link ở phía dưới nhá. À, có tất cả các cuốn sách của chúng mình bây giờ chỉ còn 95.000, đăng ký mau mà về học. Nó không làm hết hết sale đấy. Thứ hai là những cháu nào mà muốn đăng ký khóa live luyện đề thì inbox cho chú Minh hoặc inbox cho chị Thanh Diệu để đăng ký nhá. Hiện tại bây giờ khóa live luyện đề chỉ còn 200 đang giảm giá. Cô V đáng nhẽ là 500.000 chỉ còn 200.000, còn 250.000 thôi. Câu 120. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Disaccharide của chúng ta thì nó gồm có là gì nhỉ? Thứ nhất này, glufarub là monosaccharide, disaccharide là man và sac. Vậy này, thằng này là poly này, thằng này là di này, thằng này là mono này, thằng này là poly này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. B bỏ. Câu 121. Câu 121 là một câu tính toán, đánh dấu để lại tí là. Câu 122. Câu 122, câu 17 đề Sở Giáo dục Hà Nội năm 2018. Cho phát biểu sau. Các phát biểu đúng là yêu cầu đề bài ở đây là có bao nhiêu phát biểu đúng. Glucose không tham gia phản ứng cộng hydro. Glucose không tham gia phản ứng cộng hydro, sai. Glucose cộng hydro để tạo thành sorbitol, sai. Metinamin làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh, chính xác. Metinamin chúng ta là CH3NH2. CH3NH2 này thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh do nó có tính bazơ, chính xác. Đa số các polymer không tan trong các dung môi thông thường, chính xác. Đa số các polymer không tan trong các dung môi thông thường là chính xác. Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng, chính xác. Vậy mình có này, các phát biểu đúng là 2, 3, 4. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 123. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào? Thì chúng ta lưu ý rằng là nhôm chúng ta chỉ có thể sản xuất được bằng một phương pháp duy nhất, đấy là phương pháp điện phân nóng chảy, nhưng không phải điện phân nóng chảy AlCl3, bởi vì thằng này mà điện phân nóng chảy lên thì nó bốc hơi luôn, được chưa? Vậy chỉ có thể là điện phân nóng chảy Al2O3, còn CO thì không thể khử được. Thế còn ngày xưa nhé, cái thời mà thời Napoleon còn mặc quần ấy, thì thời đấy người ta điều chế nhôm bằng cách cho natri tác dụng với Al2O3 để tạo thành Na2O cộng với lại nhôm, và cái phương pháp này cho đến bây giờ vẫn được sử dụng để làm tinh chế vàng, các cháu nhớ chưa? Sau nào muốn mở tiệm vàng thì cần biết cái phương trình này. Thứ hai nữa là đấy, thì bởi chính vì là cái thời Napoleon ấy mà ông ấy vẫn mặc quần, mà ông ấy lại sử dụng cái phương pháp này để điều chế ra nhôm, chính vì vậy nên thời đấy, cái thời Napoleon ấy, là nhôm đắt hơn cả kim cương, đắt hơn cả vàng. Thế thì như các cháu đã biết thì Napoleon là một vị thống chế chinh phục toàn châu Âu trước thời của Hitler, được chưa? Thì ông ấy làm thống chế, ông là gần như làm chủ toàn cõi châu Âu, thì tất cả các vị vương hầu chư tôn đến ăn với Napoleon thì tất cả mọi người ngồi ở phía dưới thì dùng dao thìa đĩa bằng bạc với vàng, riêng Napoleon dùng đồ bằng nhôm đấy. Thế vì vậy nên là chúng mình nghĩ rằng là chúng ta nên gặp Doraemon, xong rồi chúng ta mượn cái cánh cửa thành thần kỳ, sau đó mình mua gặp mấy bà đồng nát mua nhôm, xong nhảy ra thơ đấy. Đấy, chú Minh mà là Nobita thì hoàn toàn chú Minh làm như vậy luôn, giàu luôn, đỡ phải đi dạy live như này, đúng không? 124 lại là một câu bài tập chúng ta để làm nhá. Ok, chúng ta sang câu 125 cũng là một câu bài tập chúng ta để lại. Hôm nay nhiều bài tập thế, tí nữa chúng ta làm. Câu 126. Ternitrin dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm nhé. Trùng hợp nào sau đây tạo thành polymer, tạo thành ternitron? Đấy, nitrin hay ternitron đều là một, đấy chưa? Thằng này thì tạo thành PP hay là polypropylene. Thằng này là có ở bên trong là cái màng bọc thực phẩm. Anh này là anh hexametylendiamine đớp nhau với là axit adipic để tạo thành nylon 6,6. Anh này là anh epsilon amino caproic, anh này để tạo thành nylon 6. Và chỉ có anh này trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành CH2CHCN. Vậy thôi. Được chưa? N là. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. Câu 127. Sở dục và đào tạo Hà Nội tiến hành thí nghiệm với các chất hữu cơ XYZT đều trong dung dịch, kết quả ghi được ở bảng sau.
X vào nước Brom thì có cái tuổi trắng, phenol cái tuổi trắng, anilin cái tuổi trắng, phenol cái tuổi trắng. Thằng bên kia cứ biết để đấy. Được chưa? Y và T là hai thằng cuối. AgNO3 tạo cái tuổi bạc, màu trắng bạc. Vậy mình có này, thằng T đây, etin acetat CH3COOC2H5 làm gì có cái tuổi bạc thằng này. Vậy loại đáp án A. Được chưa? Etin format là HCOOC2H5. Đúng chưa? Có cái tuổi bạc. Được. Tiếp tục thử nhá. Thằng Y và thằng Z, thằng Z thằng đằng sau này. Vào siêu quá hai lần tạo kết tủa tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy cả glucose và glycerol đều có tạo thành kết tủa màu xanh lam. Vậy mình chốt lại nhá, mình nhìn nhá. X nước brom kết tủa trắng, thằng này nước brom kết tủa trắng, tinh một cái. Y và Z, glu và gly siêu quá hai lần tạo kết tủa màu xanh lam, tinh một cái. Y và T, đây, Y đây, T đây. Và AgNO3 trong NH3 đun nóng tạo nên kết tủa màu bạc. Vậy chắc chắn glu và etin format là đúng rồi. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B, mình chẳng cần quan tâm thằng D như nào luôn. Được chưa? Mình chẳng quan tâm luôn. Nào. Ok, tiếp tục nha. Nào tiếp tục nha, tiếp tục nha. Ôi đau họng thế nhỉ? Tiếp tục nha. Câu tiếp theo, câu 128 ở trong cái phần chuyên trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? Không làm đổi màu quỳ tím. Chúng ta phải lưu ý nhé, mục đích của chúng ta đó là không làm đổi màu quỳ tím. Thế thì quỳ tím bị đổi màu khi nào? Thì đầu tiên mình có anh này là anh metinamin. Metinamin thì vào quỳ thì làm quỳ chuyển thành màu xanh, được chưa? Đấy nhá, vậy là có làm đổi màu quỳ tím. Toang. Thằng này thằng CH3COONa này. Thằng này thì chỗ này phải nghe chúng mình phân tích nhá. CH3COOH là axit yếu cộng với lại NaOH là bazơ mạnh thì nó mới tạo thành CH3COONa. Thằng này là một thằng axit yếu, thằng này là một thằng bazơ mạnh. Thế thì chắc chắn là phần thắng sẽ nghiêng về thằng bazơ. Đúng chưa? Chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về thằng bazơ. Vậy ở đây thằng này sẽ làm quỳ tím đổi thành máu xanh nhá. Bỏ nốt. Đây hỏi là không làm đổi màu cơ. Tiếp tục này, anh này anh glycin có một nhóm COH, một nhóm NH2, được chưa? Do hai nhóm này nó bằng nhau, chính vì vậy nên chắc chắn là chúng ta là làm quỳ không đổi màu, được chưa? Còn lại thằng này có một nhóm COH này, hai nhóm COH này, một nhóm NH2 thì làm quỳ đổi thành màu đỏ. Toang, được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 129. Câu 129. Chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây? Ôi hôm nay chúng ta học đến đây chúng ta mới giải được có 1 phần 10 của cái phần 1250 câu nhận biết thông hiệu thôi. Chết chết chết. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng ngưng buta 1,3-dien. Buta 1,3-dien là thằng này. Mà thằng này thì nó chỉ có trùng hợp, không có trùng ngưng ạ. Vậy là sai ngay từ câu mở đầu rồi. Polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monomer tương ứng. Tơ visco là tơ tổng hợp. Tơ visco của chúng ta là tơ bán tổng hợp, đúng không? Tổng hợp là sai. Trùng hợp styrene thu được polyphenol formaldehyde sai. Trùng hợp styrene mình thu được PS là polystyrene, được chưa? Vậy là sai nốt. Vậy ở đây mới đúng này. Polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monomer tương ứng, chính xác. Được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của ethylene glycol và acid terephthalic. B, bỏ. Câu 130. Câu 130. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Ok, mình có này. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong phân tử peptide mạch hở chứa N gốc alpha amino acid, chứa một nhóm NH2, một nhóm COH và có N trừ 1 liên kết peptide. N gốc alpha amino acid đúng. Có N trừ 1 liên kết peptide đúng, chính xác. Trong phân tử alpha amino chỉ một nhóm amino sai, còn thiếu một nhóm carboxylic nữa, đúng chưa? Tất cả peptide đều ít tan trong nước, tất cả các peptide đều ít tan trong nước, sai. Sai đúng không? Bởi vì có những thằng peptide là không tan trong nước. Tất cả các dung dịch amino acid đều không làm đổi màu quỳ tím, sai đúng không? Thằng lysine làm quỳ tím chuyển màu xanh, mình vừa chứng minh bên trên. Vậy là trong phân tử peptide mạch hở chứa N gốc alpha amino acid một nhóm rồi thì có N trừ 1 liên kết peptide, cái này đúng nhất. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Bây giờ mình vòng quay lại mình giải mấy câu bài tập nhá. Bài tập này mình để lại khá là nhiều à. Từ câu 100 đây. Câu bài tập đầu tiên là câu 105. Các cháu cùng chú ý nha, theo dõi cho mình giải nha. Câu đầu tiên là câu số 105 để chúng mình lấy giấy. Chiu. Câu đầu tiên là câu số 105. 105 cho
2,5 kg glucose chứa 20% tạp chất lên men cho 2,5 kg glucose chứa tạp chất lên men nào. Glucose của chúng ta là thằng đây glu này, glucose. Glucose chúng ta công thức của nó là C6H12O6, C6H12O6, được chưa? Thế thì hoàn toàn mình sẽ có nhá, chỗ này là kg tấn tạ yến thì mình coi như gam để tính toán bình thường, được chưa? Coi như gam để tính toán bình thường. Thế hoàn toàn đến đây mình có này, mình coi thằng này là 2,5 gam luôn. Chú ý ở trong này đề bài bảo chúng ta là 20% tạp chất lên men. Vậy ở đây mình có 2,5 tạp chất lên men. Vậy ở đây nó là tạp chất thì không lên men được. Vậy là nguyên chất là 80% nhân 0,8 bằng chia 46 ra chia 180, 180 ra số mol luôn. Ui. Thật không? 2,5 nhân 0,8, 2,5 nhân 0,8 bằng chia 180. Số mol để phân số đi. 1/90. 1/90 mol glucose. 1/90. 1/90. Đấy về bài bảo là lên men thu được V milit dung dịch rượu ancolic, chú ý 40/40 độ. Rượu ancol ethylic 40 độ đây, lên chỗ này nó mới sáng và xịn. Xịn và mịn. Đây. Rượu ancol ethylic hai thằng C2H5OH. Hiệu lượng rượu hao hụt mất 10%, vậy hiệu suất phản ứng là 90%, 0,9, được chưa? Vậy hoàn toàn mình có này 1/90 nhân 2 là bằng 2/90 thuận nhân nhân với lại 0,9, được chưa? Nghịch chia, được chưa? Thế đến đây mình tìm được số mol của C2H5OH nguyên chất nhá. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất thì sẽ bằng 2 này chia 90 nhân 0,9, 1/90 này nhân 2 này nhân với 0,9 nhân với 0,9 thì bằng 0,02 mol. 0,02 mol. Vậy đây là 0,2 chia 90 nhân 0,9 thì 0,02 mol. Vậy m là bằng 0,02 nhân 46, được chưa? Thế thì từ m này thì mình suy ra được v, v nguyên chất sẽ bằng là 0,02 nhân 46, nhân 46 bằng chia cho d là 0,8, chia cho 0,8 bằng 0,92 chia 0,8, được chưa? 0,92 chia cho 0,8, 1,15. Đây là V nguyên chất. Mặt khác độ rượu này là 40 độ nên đến đây mình tìm được V dung dịch. V dung dịch thì bằng V nguyên chất chia cho độ rượu là 40 độ. 40 thì bằng 40/100 thì bằng 0,4. Vậy nó sẽ bằng là 1,15 chia 0,4, chia 0,4 bằng 2,875. 2,875. Và lúc này chúng ta đơn vị nó là đơn vị lít. 2,875 chúng ta là đơn vị lít thì hoàn toàn đến đây chúng ta chọn được ngay đáp án đúng, chúng ta là đáp án B bò nhá. B bò nhá. Vừa nãy thầy vừa có bỏ sót cái gì đấy các cháu? Vừa nãy thầy vừa mới bỏ sót một cái gì vậy? Có cái gì hot hit mà sao Lan Anh với lại Thùy Linh có cái gì đấy? Hot hit kể lại thầy nghe với. Kể lại thầy nghe với. Mải giải quá khổ thật. Ui, 106. 106 cực kỳ dễ luôn. Các cháu chú ý nhá. 106 này. 106 dễ ợt. Hỗn hợp X gồm CH4 này. CH4 này. C2H4 này. C4H6 này. Trong đó CH4 và C4H6 cùng số mol. Vậy đặt thằng này là A thì thằng này là cũng là A. Được chưa? Đốt cháy X mol hỗn hợp X. Đây, đốt cháy X mol hỗn hợp X. Rồi hấp thụ sản phẩm đốt cháy tác dụng oxy, hấp thụ sản phẩm vào bình đựng. Vậy sản phẩm mình bọn này là hydrocarbon. Khi cháy thì mình chỉ thu được CO2 với nước thôi. Hấp thụ vào bình đựng dung dịch CaOH 2 lần dư. CaOH 2 lần dư. Do hấp thụ vào bình đựng dung dịch CaOH 2 lần dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Được chưa? Và khối lượng dung dịch giảm. Đấy nhá, kết tủa nhá. CaCO3 khối lượng dung dịch giảm 7,6. Mình có là M dung dịch giảm 7,6, có nghĩa âm 7,6 vào thì bằng M gì? Bằng M vào. M vào là MCO2 cộng M nước. MCO2 M vào MCO2 cộng M nước trừ M ra là M kết tủa. M kết tủa. Ok? Đấy nhá. Thế bây giờ thì chỗ này chúng ta phải đi giải thôi. Đấy, chỗ này là khá là mệt mỏi với cái câu này. Ở đây chúng ta lưu ý này, đề bài cho chúng ta là hai thằng này số mol bằng nhau, đúng không? Đốt cháy thì thu được X mol hỗn hợp X, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm và bình đựng dung dịch CO lần dư thì thu được M gam kết tủa. Đề bài hỏi chúng ta giá trị của M. Muốn tìm được giá trị của M thì mình cần tìm được số mol của CO2. Muốn tìm được số mol CO2 thì bởi vì ở đây là số mol CO2 bằng số mol kết tủa nên là mình phải liên quan đến chỗ thằng số mol CH4 này thì nó bằng là số mol của
C4H6 này, đúng không? Vậy bài tập này là chúng ta cho mấy dữ kiện? Một dữ kiện, đúng không? Và hai dữ kiện là hai thằng này bằng nhau. Thế thì bài này là bài hai dữ kiện, đúng không? Bài toán này là bài toán hai dữ kiện nhá. Với cái bài toán với cái bài toán mà hai dữ kiện đấy thì ở đây chúng ta có này, với bài toán hai dữ kiện đấy thì chúng ta lưu ý một điểm thế này. Chúng ta lưu ý một điểm này thì chúng ta giải được theo phương pháp đếm ẩn của chúng mình. Đúng không? Chúng ta giải theo phương pháp đếm ẩn của chúng mình được. Chúng ta đếm ẩn như thế nào? Ở đây tí nữa chúng mình sẽ nói chúng ta một phương pháp nữa là phương pháp quy đổi nhá. Thế là, nhưng mà ở đây chúng ta vẫn có thể là giải được theo đếm ẩn thế này. Một đặt này, A này, B này, C, đúng không? Đây đặt thằng này là B. Đúng không? A B C này. Nhá, nhìn thấy chưa? Thì mình có này, ba ẩn nhưng mà có một dữ kiện là A bằng C, một dữ kiện là âm 7,6, đúng không? Vậy là không giải được. Vậy hoàn toàn mình được quyền loại bỏ đi một ẩn. Loại bỏ đi một ẩn ở đây thì chúng ta lưu ý này, chúng ta lưu ý này, một ẩn thì mình không được loại bỏ A bởi vì là lúc này A bằng C, đúng không? Mình cũng không thể loại bỏ C được bởi vì lúc này mình còn một dữ kiện là A bằng C. Vậy ở đây mình chỉ có một cái dữ kiện là B thôi thì mình bỏ thằng này đi. Được chưa? Khi mà mình bỏ thằng này đi thì hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ suy ra được một cái, đúng không? Hỗn hợp này chúng ta bây giờ chỉ còn CH4 và C4H6 thôi. Mình có dữ kiện đầu tiên là A bằng C. A bằng C. Được chưa? Phương trình thứ hai này, mình đi bảo toàn carbon này. A cộng với 4C, đây là A cộng với 4C. Tiếp tục nước này, ở đây là 4A cộng với 6C. 4A cộng 6C chia cho 2. 4A cộng 6C chia cho 2 thì bằng 2A cộng với lại 3C. Được chưa? Do CH2 lần dư nên số mol kết tủa CaCO3 cũng bằng là A cộng 4C. A cộng 4C. Vậy mình thế vào đây mình có này, MCO2 là bằng 44. 44 nhân với lại A cộng với 4C cộng với 18 nhân với lại 2A cộng với 3C. Được chưa? Trừ đi M kết tủa là trừ đi 100. 100 nhân với A cộng với 4C thì bằng âm 7,6. Đến đây các cháu bấm máy tính giúp chú xem A bằng bao nhiêu và C bằng bao nhiêu. Nào. Nào 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 nào. Vào đây bấm máy tính cho chúng mình xem nào. A bằng C thì ở đây chúng ta tìm được cho thầy xem là A bằng bao nhiêu và C bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? C bằng bao nhiêu? Nào bấm máy tính giúp chúng mình xem nhá. A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu nào. A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? Nào nào, A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu nào. Nào nào nào, khẩn trương comment cho chúng mình xem nào. A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? Khẩn trương, A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? Nào nào nào. Khẩn trương nào, khẩn trương nào. Khẩn trương nào và comment cho chúng mình nào. U. Ok. Nào khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu nhỉ? A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu nhỉ? Ta có này. Ui, bây giờ bọn này nó bắt chúng mình phải đi giải. A bằng C bằng 0,4. Ok, thank you. A bằng 0,04. C bằng 0,04. Ok. Vậy mình tìm nhá, thằng này bằng 0,04, thằng này bằng 0,04 này. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Thế thế vào đây thôi. Thế vào đây mình sẽ có là 0,04 cộng với lại 4. 0,04 này cộng với lại 4 nhân với 0,04 bằng 0,2. Vậy mình có là số mol CO2 bằng 0,2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 0,2 rồi thì mình suy ra được số mol của CaCO3 cũng bằng 0,2. 0,2 vậy thì ngay lập tức là mình sẽ có được là khối lượng kết tủa chúng ta bằng 0,2 nhân với là 100 thì bằng 20 g. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Mình sang câu tiếp nhé. Câu 107. Câu tiếp câu 107. Cho m gam amino acid X có dạng H2N này, CnH2n này, COOH này, tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch cao H. Thằng này là tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch cao H. Chúng ta tìm được số mol cao H bằng 1 nhân với lại 0,3 thì bằng 0,3 mol. Được chưa? 1 nhân với 0,3 thì bằng 0,3 mol. Ok chưa? Tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch cao H
Đấy, 0,3. Do ở đây là vừa đủ nên mình có số mol cao nhất chính bằng số mol thằng amino acid bằng 0,3 mol. Ok chưa? Bằng 0,3 mol. Cô cạn dung dịch thu được 1,2m cộng với 6,06. Đây khối lượng là m. Đúng chưa? Thì thu được muối. Muối ở đây chúng ta là 1,2m cộng với 6,06. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình có này. Để bài yêu cầu chúng ta là tìm phân tử khối của muối X thì mình có ở chỗ này, mình có phương pháp tăng giảm khối lượng nhé. Ở đây mình có phương pháp tăng giảm khối lượng nhé. Mình có này, phương pháp tăng giảm khối lượng. Phương pháp tăng giảm khối lượng thì mình có số mol của nhóm COOH thì chính bằng số mol của nhóm KOH và chính bằng m muối là 1,2m cộng với 6,06 trừ đi m chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia cho số mol đúng không? Chia cho này. Ở đây là một thằng hydro đi ra là trừ 1 cộng với một thằng kali bơi vào là cộng với 39. Vậy hoàn toàn ở đây mình có này 1,2m trừ m. Số mol này mình biết rồi. Vậy mình thế trong này mình sẽ có số mol nhóm COH bằng 0,3 bằng 1,2m trừ m thì bằng 0,2m cộng với 6,06 chia cho 38. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m. Được chưa? Mình có nhá. 0,3 0,3 nhân 38 được chưa? Trừ đi 6,06 bằng chia cho 0,2 bằng. Đến đây mình tìm được m bằng 26,7. Đến đây mình tìm được m bằng 26,7. Suy ra m của chúng ta bằng 26,7. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối. Mình lấy 26,7 chia cho 0,3 thì bằng 89. Vậy phân tử khối của amino acid của chúng ta là 89, được chưa? 89. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ. Xong nhá. Đấy thì ở đây chúng ta cần nắm chắc cái phương pháp là phương pháp tăng giảm khối lượng thôi thì chúng ta làm được ngon. Đấy, phần này là phần cũng khá là chắc và khá là cứng luôn. Mình sang câu tiếp theo, câu số 111. Câu tiếp theo câu số 111 là ở trong cái đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chúng ta cần phải làm chắc và ăn chắc được những cái câu nhận biết thông hiểu này thì mình mới làm đề thi mình mới ngon lành thành đạo được. Câu 111 này, đề Sở Giáo dục Hà Nội cho m gam hỗn hợp X gồm magie và nhôm. Đây, m gam hỗn hợp X gồm magie và nhôm vào dung dịch HCl dư thì mình thu được 8,96 lít khí. Vậy mình có này, khí của mình là khí hydro, mình tìm được số mol hydro bằng 8,96 chia cho 2,4 thì bằng 0,4. Được chưa? Số mol hydro bằng 0,4. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X thì tác dụng với NaOH dư. Mặt khác cho m gam X tác dụng với NaOH dư thì thu được khí chúng ta là khí hydro, số mol bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3. Thế mình lưu ý magie thì không có tác dụng với lại NaOH. Vậy chỉ có nhôm tác dụng với NaOH thôi. Nhôm tác dụng với NaOH thì mình tìm được này, mình có này, một thằng nhôm sinh ra 1,5 hydro, vậy từ số mol hydro là 0,3 suy ngược lại số mol nhôm là 0,3 chia cho 1,5 thì bằng 0,2. Được chưa? Thế mặt khác này, hydro này thì mình có là hydro sinh ra do magie và hydro sinh ra do nhôm. Mình có hydro sinh ra do nhôm là 0,3. Hydro sinh ra cho magie là 0,4 trừ 0,3 thì còn 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol magie bằng 0,1. Tới đây mình tìm được khối lượng luôn. Tới đây mình tìm được khối lượng luôn là 0,1 nhân với 24 cộng với 0,2 nhân với 27 thì bằng 7,8 gam. 7,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu tiếp theo, câu 112. Câu 112 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đấy, 112. Thêm từ từ. Đúng rồi, 7,8 chính xác kia lên. Câu 112 này, thêm từ từ V ml dung dịch BaOH lần vào HNO3. Thêm từ từ V ml dung dịch BaOH lần. Đây mình có này. BaOH 2 lần. Số mol 0,1 nhân với lại V là 0,1V. Vào dung dịch HNO3. HNO3 mình tìm được số mol HNO3 bằng 1 nhân với lại 0,12 bằng 0,12. Cô cạn dung dịch sau phản ứng làm khô thu được. Úi dồi ôi. Chất rắn này chắc chắn là muối rồi. Cộng với lại nước. Muối ở đây là 17,37, 17,37. Được chưa? Vậy ở đây mình nghĩ đến việc là việc bảo toàn khối lượng nhé. Ở đây mình nghĩ đến việc là bảo toàn khối lượng. Mình có này, khối lượng của BaOH 2 lần mình có được là 137. 137 137 cộng với 17 nhân 2 bằng 171. 171 nhân với 0,1V cộng với HNO3 là 63 nhân với 0,12 thì bằng thằng này cộng với lại m nước.
Được chưa? Thế thì m nước bây giờ chúng ta sẽ tính theo thằng nhỏ hơn nhá. Tính theo thằng nhỏ hơn thì ở đây mình phải chia thành hai trường hợp, bởi vì nước ở đây bản chất ở đây là do OH trừ số mol là 0,1 V nhân 2 là 0,2 V, 0,2 V cộng với số mol H cộng, H cộng ở đây là 0,12. Được chưa? Vậy thì ở đây mình sẽ có m nước, chúng ta sẽ có hai khả năng để tính. Trường hợp thứ nhất đây, chúng mình giải ra đây. Trường hợp thứ nhất là 171 nhân 0,1 là 17,1 V cộng với 63 nhân 0,12, 63 nhân 0,12 bằng 7,56. 7,56 thì bằng 17,37 cộng với m nước. M nước đầu tiên giả sử tính theo OH trừ đi thì là 0,2 V nhân 18. 18 nhân 0,2 V. Vậy đến đây mình tìm được V, đúng không? Mình có này 17,37, 17,37 trừ đi 7,56 bằng, được chưa? Chia cho mở ngoặc đơn này. 17,1 trừ đi 18 nhân 0,2 bằng. Đây, trường hợp thứ nhất mình tìm được V bằng 109 phần 150, mình nhìn thấy số rất là lẻ đúng không? Nên là bỏ luôn nhá. Trường hợp số 2 là 17,1 V cộng với 7,56 bằng 17,37. Lúc này V tính theo H cộng là 18 nhân với 0,12. Được chưa? Cách này cách giải nhanh nhất dành cho bài này. Thì mình tìm được V luôn. 17,37 cộng 18 nhân 0,12 bằng trừ 7,56 bằng chia cho 17,1 bằng 0,7. 0,7 vậy là nó là 700 ml, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Đúng rồi, chính xác kia lên. 700 ml. Ok. 113 xong. Mình sang 114 à. 114 đã đánh dấu rất nhiều câu, chúng ta sẽ đi cân lại hết tất cả những câu đó. Câu 114 cho sơ đồ chuyển hóa sau. Ui, câu này rất là hay luôn. Cho sơ đồ chuyển hóa sau CH4, CH2, CH3Cl và cuối cùng là PVC. Thế thì mình giải cái sơ đồ này là CH4 này biến thành này C2H3Cl tất cả n lần. PVC chính là công thức của nó nhé. C2H3Cl tất cả n lần. Thế mình cân bằng này, đây là 2n thì đặt đây là 2 thôi. Được chưa? Cho sơ đồ trên từ 448 mét khối khí thiên nhiên thì tổng hợp được m kg PVC. Khí thiên nhiên thì mình tìm được thể tích, mình tìm được số mol, đúng không? Nhưng mà biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%. Vậy hiệu suất của cả quá trình là 50%, đây là 0,5. Đúng chưa? CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên. Vậy mình có này, đây là 448 mà 80% thì mình nhân với 0,8. 448 nhân 0,8 bằng chia cho 2,4 là số mol, 16 mol. Được chưa? Thì lấy đây là 16 mol. 16 mol. Mà suy đanh này, 16 nhân 1 chia 2 thì bằng 8. Thuận nhân, nhân 0,5. 8 nhân 0,5 của chúng ta thì bằng 4, đúng chưa? Bằng 4 mol. 4 mol. Vậy đến đây đề bài hỏi chúng ta là cái gì? Hỏi chúng ta là tổng hợp được bao nhiêu kg PVC. Thế là mình được 4 này. 4 mol mà nhân với anh này là mở ngoặc đơn này, 12 nhân 3, 12 nhân 2 cộng 3 cộng 35,5 bằng 250. 250, vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, những câu này rất là hay. Nó tổng ôn cho chúng ta lại kể cả, đúng rồi, chính xác kia lên. Nó kể cả lại cho chúng ta cả phần kiến thức lớp 11 nữa. Một phần mà chúng ta rất là toa nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu 116. Câu 116 đề của Sở Giáo dục Hà Nội năm 2018. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với. Đây. Hỗn hợp X gồm CuO này, Fe2O3 này, FeO này tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 này 0,1 này, HCl này 0,1 này. Được chưa? Ở đây là tác dụng vừa đủ thì chúng ta phải hiểu là bọn này thì cung cấp cho mình là thằng gì? Bọn này cung cấp cho mình là ion H cộng nhá. Mình phải có một cái nhìn tổng quát. Mình tìm được tổng số mol H cộng bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,1 nhân 1 thì nó là bằng 0,3. Được chưa? Về mặt bản chất thì mình có là oxy trong oxit ăn 2H cộng. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol oxy trong oxit bằng 0,3 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,15. Mình tìm được số mol oxy trong oxit. Thế thể tích CO và hydro tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn m hỗn hợp X, có nghĩa là bản chất là CO và hydro đớp nhau với oxy trong oxit. Mình lại đặc biệt mình có là oxy trong oxit mình tìm được bằng 0,15 rồi. Một thằng CO thì đớp một oxy trong oxit tạo thành CO2 và một thằng hydro cũng đớp một thằng oxy trong oxit để tạo thành CO2. Sorry, tạo thành H2O. Đều ăn tỷ lệ 1:1. Vậy suy ra tổng số mol của CO và H2 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được thể tích bằng 0,15 mà nhân với 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án. À.
Đáp án đúng đáp án A. Ok. Câu 117. Câu 117. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm, mình tìm được số mol kẽm của mình bằng 0,1 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí hydro. Mình tìm được số mol hydro bằng 1 kẽm thì sinh ra 1 hydro. Vậy số mol của hydro bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. 118 xong, 119 xong, 120 xong, 121 nào. 121. 121. Cho 0,46 gam natri. Natri mình tìm được số mol natri là 0,46 chia 23 bằng 0,02 mol. 0,02 mol tác dụng hết với nước dư thì thu được NaOH cộng với lại 1/2 hydro. Chúng ta tìm được luôn số mol hydro là 0,02 nhân 1/2 thì bằng 0,01. 0,01 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Giá trị của x 0,1 C. Tiếp tục nha. Câu 124. Thủy phân m gam hoàn toàn triolein. Triolein. Triolein chúng ta là thằng nào? Triolein đây. C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 trong NaOH dư đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được muối A. Đây, sau phản ứng hoàn toàn thu được muối A. Đấy, muối A này. Từ A sản xuất được 30,4 gam xà phòng. Đây, muối A của chúng ta là C17H33COONa. Đúng không? Cộng với lại glycerol C3H8O3. Đây, từ muối A này sản xuất ra được xà phòng chứa 75% muối. Thế thì 30,4 gam muối A mà 75% muối thì mình tìm được m muối A. 30,4 mà nhân với 0,75. 0,75 là ra m muối nhá. Ra m muối này, mình tìm được số mol của muối luôn. Chia cho vào ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng với 33 cộng với chú cụm này là 67 bằng 0,075 mol. Được chưa? Để bài hỏi chúng ta là yêu cầu chúng ta là tìm ra khối lượng của triolein thì anh này là 0,075 thì mình có nhân 1 chia 3 thì bằng 0,025. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của triolein luôn. 0,025 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 nhân 3 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 22,1. 22,1 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 125. Câu 125 đề của chuyên Hạ Long. M gam một dipeptide được tạo bởi từ glycine và alanin. Gly, ala, m gam tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. HCl vừa đủ. Số mol là 0,2 nhân 1 thì bằng 0,2 thì thu được hỗn hợp hai muối. Vậy hai muối chúng ta là gly HCl và ala HCl. Đúng không? Do tỷ lệ mol là 1:1 nên một gly cũng ăn được một HCl và một ala cũng ăn được một HCl. Đúng chưa? Vậy ở đây mình có này, đây là giả sử đây là A đi. Thì thằng này cũng là A, thằng này cũng là A. Mình đi bảo toàn A nhá. Thì mình có này, bảo toàn HCl này. Bảo toàn HCl thì mình có này, 0,2 thì bằng A cộng A. Suy ra mình tìm được luôn A bằng 0,1. Đây, A bằng 0,1. Thằng này bằng 0,1. Được chưa? Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta có rất nhiều cách làm. Cách làm đơn giản nhất là mình tìm được m muối luôn, đúng không? Đây, m muối là mình lấy 0,1 nhân với phân tử khối của gly HCl. Gly chúng ta là 75, HCl là 36,5 cộng với 0,1, ala chúng ta là 89 cộng với 36,5 bằng 23,7 gam. 23,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta có thu được hỗn hợp muối. À, đề bài hỏi m gam dipeptide. Trời đất ơi, m gam dipeptide thì ở đây là bằng 0,1 này, thì mình có 0,1 nhân với gly là 75, ala là 89 trừ đi 18 bằng 14,6. 14,6 đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. 14,6 chính xác. Kiên Lê chính xác. 126 giải rồi, 127 giải rồi, 128 giải rồi, 129 giải. Ô, xong rồi, 130. Ok các cháu ơi, hôm nay buổi live stream của chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các cháu vào 20:30 và 21 giờ tối tất cả các hôm hàng tuần. Và
Sắp tới đây chúng mình sẽ mở cái buổi sáng, chúng mình sẽ mở lớp luyện đề, các cháu chú ý. Bạn nào muốn đăng ký lớp luyện đề thì inbox cho chúng mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại, chào tạm biệt các cháu.